Nếu như bạn có những câu hỏi về nước hoa hay là đang phân vân không biết lựa chọn những chai nước hoa nào thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới trong cái video Q&A này hoặc là theo dõi kênh YouTube của mình cũng như là cái phần cộng đồng mình ở đó mình sẽ đưa ra những cái bài viết để có tập hợp những cái câu hỏi để trả lời cho các bạn một cách chi tiết và cụ thể nhất. Và nhớ rằng là nếu như hỏi câu hỏi nào thì hãy hỏi một cách chi tiết cụ thể chứ đừng kiểu chung chung như là chai nước hoa nào tốt nhất hay là chai nước hoa nào ngon nhất mùa đông nhá. Những câu hỏi như vậy thì thường mình sẽ bỏ qua, và những câu hỏi liên quan đến vấn đề check out fake rồi nơi mua nước hoa thì mình cũng sẽ bỏ qua. Và bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại video Q&A số này, đó là mình sẽ trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đã đưa ra và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Mình đã rất cẩn thận tập hợp những cái câu hỏi vào đây, chụp lại màn hình để có thể trả lời cho các bạn. Chúng ta cùng nhau đi đến câu hỏi của bạn đầu tiên, của bạn Lê Thành. Bạn ấy hỏi rằng là em hay xịt nước hoa trước khi đi làm với lúc ở nhà, mà cái phòng em nó nhỏ, lúc nào cũng bị ám mùi dù đã mở cửa sổ rồi, và mình ở trong phòng đấy lâu thì không ngửi thấy, và nhưng khi người khác vào thì lại bị kêu nồng nặc mùi nước hoa. Anh em có biện pháp nào khắc phục? Thì mình nghĩ là đây là một cái điểm khá là hay chứ, tại vì nhiều khi phòng của ta sẽ có những cái mùi hương nó hơi khó chịu, như kiểu mùi quần áo chưa khô rồi mùi nọ mùi kia, nhưng mà tiên có mùi nước hoa vào nó sẽ thơm nhất, tại vì nước hoa thì ít nhiều mình nghĩ là cũng sẽ thơm mà. Và cái phòng của bạn ấy, nếu như theo miêu tả của bạn thì nó khá giống phòng của mình, cái phòng quay của mình nó chỉ rơi vào tầm 10 mét vuông thôi. Và để khắc phục cái việc là ám mùi, để thuận tiện cho việc là thử mùi cũng như là test mùi trong những cái lần sau ấy, thì sau khi mình xịt xong thì mình sẽ mở cửa sổ, hoặc là nếu như bạn ngại mở cửa sổ tại vì có côn trùng vào rồi ồn rồi bụi thì bạn có thể lắp một cái quạt thông gió. Mình thấy là lắp một cái quạt thông gió nó khá là ok, và cái quạt thông gió đấy thì nó chỉ rơi vào tầm 200-300 nghìn thôi, thì nó sẽ rất là tốt để các bạn có thể lưu thông không khí, tránh việc là phòng lúc nào mở ra cũng khó chịu vì mùi. Và nếu như cái khâu này bạn không giải quyết được ấy, thì mình nghĩ rằng là bạn xịt nước hoa thì bạn nên vào những cái nơi nó rộng rãi, ví dụ các bạn ra hẳn ngoài sân của nhà này, hoặc là nếu như ngại các bạn có thể vào phòng tắm. Mình nghĩ là ở những cái nơi đó thì nó sẽ không bị khó chịu đâu. Còn nếu mà là mình ấy, thì mình muốn là phòng của mình nó phải thơm mùi nước hoa. Mọi người đi vào như kiểu bạn bè mình đến chơi, đến ăn của nhà mình ấy, thì vào phòng mình đúng không, khen ủi phòng thơm ấy, đúng rồi, nước hoa tự nhiên thấy cũng hãnh diện chứ. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 2 của bạn Vương Thành Phú à, hay là gì đấy, đây không có dấu, rất là khó đọc. Thì bạn ấy có hỏi rằng là pro có bao nhiêu chai nước hoa, top 5 chai nước hoa vô xài nhiều nhất là những chai nào. Thứ ra cái vế thứ hai mình có thể trả lời cho bạn luôn, đó là mình xài rất là nhiều, và để chai nào mình xài nhiều nhất nó rất là khó. Nhưng mà tí nữa mình sẽ lọc ra những cái những cái chai nước hoa mà mình đang xài thời gian gần đây. Thì về cái vế đầu tiên là mình có bao nhiêu chai nước hoa. Ok, cái này thì hôm trước trong một buổi livestream của mình thì mình có đếm sơ sơ cho các bạn là mình có khoảng tầm 180 mấy, gần 190-200 chai. Và như các bạn biết thì mình không phải là một người bán, cũng là mua, chỉ đơn giản là mua để sưu tầm thôi. Nên là sẽ có những cái chai nó ít, nhiều bạn thì nói rằng là chai đi đi đấy cũng bầy. Nhưng mà thực sự với kể cả chai ít hay chai nhiều thì các bạn đều phải bỏ tiền ra mua. Và mình rất là trân trọng từng chai nước hoa mà mình có. Và đặc biệt là nó còn phục vụ với việc là làm video YouTube cho các bạn xem. Và 5 chai mà mình xài thời gian gần đây nhất đó chính là vị trí số 1 là Lilabo Gai Ác 10. Một cái mùi gỗ mà mình xài phải đến 2 năm nay rồi, và mình luôn luôn rất là thích. Chai số 2 mình đang xài trong thời gian gần đây đó chính là chai After Game của nhà Elganso, một trong những cái chai nước hoa mình cũng đã có video review về ánh sáng rồi. Với mình thì mình thấy là cái nốt gừng cũng như là cái nốt bạc hà đấy nó có phần nào đó giống với chai Lilabo Cedrat 37. Mình khá thích cái nốt đấy, và chai đấy mình cảm giác là xài mùa thu nó vẫn rất là ok. Nếu như các bạn thích một cái mùi nó xịt chút, nó bùng nổ, nó rất là tươi sáng, rất là dễ chịu. Chai số 3 mình cũng khá là xài nhiều trong thời gian gần đây đó chính là Zadig Photo Zit Him. Mình có video review cho các bạn rồi. Các bạn, những cái chai nào mình hay xài mình review ngay cho các bạn. Thì đó là một cái chai có mùi vani nhưng mà nó rất là nam tính, được cân bằng rất là vừa phải. Một cái mùi mà mình nghĩ là bạn nam nào cũng nên có ở trong tủ. Nhưng mà nếu như mà ai cũng xài nó sẽ thành quốc dân mất. Nhưng mà đấy là một chai rất là ngon và lại còn rẻ nữa. Chai số 4 mà mình cũng gọi là thi thoảng mang ra xịt, đó mạng là xịt vui vui, xịt ở nhà, đó chính là chai Bucunic Retreat của nhà Dynic. Một chai nước hoa rất là ngon ở trong tầm giá. Thực sự là video đấy mình lên mình không nghĩ được mọi người đón nhận nhiều như thế. Và cũng rất là nhiều bạn cảm ơn mình, inbox mình, cảm ơn anh đã giới thiệu cho em một cái chai nước hoa rất là rẻ. Và khi các bạn ngửi các bạn rất là ấn tượng với cái mùi hương đấy. Và chai số 5 gần đây mình cũng có xài, đó chính là
Còn Dolce & Gabbana Intenso, một cái mùi thuốc lá cùng với hoa tím, nó có phần gì đó hơi kiểu classic, hơi kiểu vintage một tí. Và có mùi đấy thì nó khá là trưởng thành, nên là mình thường kiểu có, mình đang tìm hiểu cái lối ăn mặc sartorial ấy, nên là mình thấy mùi hương đấy nó khá là phù hợp ấy. Thì đó là năm mùi hương mà mình đang xài thời gian gần đây. Câu hỏi tiếp theo của bạn Ngô Duy Tín, bạn này như mình có rep khá là nhiều những cái trên những cái video Q&A. Bạn có hỏi thì là mùa đông dùng giò đen được không anh? Hôm nay em xịt 2 đến 3 phát One Shot của nhà CK, ngồi máy lạnh mà mấy cô chú trung tuổi kêu mày xịt mùi gì? Thanh thoát thôi chứ mùi này ngửi nhiều, mệt quá. Em đang tìm một số mùi nhẹ nhàng trong mùa đông, dùng Club de Nuit 2021 thì được khen. Ok, giò đen thì nếu mà so với CK One Shot thì nếu mà so về cái độ, về cái nốt mùi thì giò đen nó vẫn có một cái sự mát mẻ hơn, nhưng mà với mình thì mình có cảm giác nó già hơn, là mùi nó sẽ có phần dày hơn so với CK One Shot. CK One Shot mà xịt mà bị mọi người chê thì mình nghĩ rằng là có lẽ người ta không hợp mùi thôi, chứ không phải là mùi nó quá là ngốt đâu. Bạn có thể giảm số lần xịt xuống để có thể xem lại cảm nhận của mọi người. Còn với giò đen thì mình nghĩ là một cái mùi khá là năng động, có một cái nét gì đó nó hơi trưởng thành so với những cái phiên bản giò khác. Và em này thì xài vào mùa đông lạnh cũng ok, không vấn đề gì cả, độ bám tỏa cũng rất là ổn, ngon hơn cả CK One Shot. Còn Club de Nuit 2021 mà được khen thì mình nghĩ là không có gì lạ, tại vì nó có mang cái vibe của Creed Aventus. Và chai đấy thì mình đã có video review rồi, các bạn có thể xem lại trên đâu đó xuất hiện trên này nhá. Tiếp tới là câu hỏi của bạn Nguyễn Sơn, bạn có hỏi rằng là anh kia ơi, mùa xuân hè trong miền Nam thì 360 Red và Club de Nuit Silat thì nên chọn mùi hương nào? Thế em biết giá tiền hai cái này cũng gần bằng nhau. Và em cảm ơn và chúc anh thật nhiều sức khỏe. Anh cảm ơn em nha, chúc em sức khỏe tốt ở trong Sài Gòn, đặc biệt là trong cái mùa dịch này thì mọi người nên cẩn thận nhá, ra đường nhớ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc thôi. Và quay trở lại với câu hỏi này thì 360 Red và Club de Nuit Silat thì nếu mà mức giá nó ngang nhau thì cũng không phải, Club này nó cao hơn đấy, nó cao hơn khoảng vài trăm nghìn, nếu như không muốn nói là nhiều khi nó gấp đôi so với 360 Red. Nhưng mà nếu mà ở trong mùa hè, mùa xuân hè ở trong miền Nam ấy, thì hai mùi này nó khá là ok. Nhưng mà nếu mà bạn thích một cái mùi thì nó đơn giản, có nghĩa là nhiều người thích, thì 360 Red là một cái lựa chọn rất là ổn. Nhưng mà nếu mà so về độ bám tỏa, so với Club de Nuit Silat thì mình nghĩ là Club nó vẫn có một cái gì đó hơn, và cái độ hay ho về mùi cũng như là về cái độ tỏa hương thì Club de Nuit Silat làm rất là tốt. Nhưng mà em này thì có một cái là nếu như mà hè mà quá nóng thì em này lại không hợp lắm. Còn 360 Red thì nó rất là đa dụng, đặc biệt là dành cho thời tiết ở Sài Gòn. Nên là tùy vào cái vấn đề là bạn thích một cái mùi hương dễ dùng đa dụng thì hãy chọn 360 Red. Còn nếu mà thích một cái mùi hương ấn tượng và bám tỏa tốt thì hãy mua Club de Nuit Silat nha. Ok, có một câu hỏi của bạn nữ ở đây, bạn tên là Ngọc Hà, bạn hỏi rằng là em là nữ ở Sài Gòn làm văn phòng, không thích những mùi quá ngọt, Blaybye thì nên chọn giò xanh hay Light Blue Forever hả anh? Hình như bạn này có comment ở trên live stream của anh, bạn ấy có hỏi rằng là giò xanh, đây là giò xanh của nam, và Light Blue Forever như cũng là của nam luôn. Và nếu như bạn mình nhớ sai thì Light Blue Forever thì với của nữ thì mình chưa gửi nha câu hỏi này, thì mình sẽ trả lời trên góc độ là bạn hỏi theo một cái chai nước hoa của nam nha. Giò xanh và Light Blue Forever thì với mình giò xanh nó vẫn có một cái độ ngọt ngào, vẫn có một cái độ hấp dẫn quyến rũ hơn. Đấy, nếu như bạn không thích một cái mùi quá ngọt thì giò xanh rất là ok, phù hợp với bạn, đặc biệt là nữ mà phải có một cái tính ngọt thì nó mới hấp dẫn. Thì giò xanh ok này. Còn với Light Blue Forever thì mình nghĩ là đây là một cái mùi bưởi rất là thật. Và em này thì nó không bị nét quá là tanh nên là cũng là một cái lựa chọn tốt. Nên là với bạn nữ này, nếu như bạn làm ở Sài Gòn, bạn muốn một cái mùi đa dụng xịt được nhiều lúc, nhiều nơi, và có thể nói rằng là giá so với tầm giá của giò xanh thì Light Blue là một cái lựa chọn tốt hơn, ngon hơn, dễ dùng hơn, Blaybye ổn. Còn với giò xanh thì nó sẽ có một cái chút ngọt, nên là mùi hương thì mình nghĩ là nó sẽ hợp nữ hơn. Mình nếu mà là mình ấy, giữa hai chai nước hoa này thì mình sẽ chọn giò xanh để xịt đi làm văn phòng hay hơn. Đặc biệt là một cái bạn nữ xịt một cái mùi nam thì nó cũng khá là ấn tượng ấy. Trước khi đến với câu hỏi cuối cùng thì ở đây có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà tại vì có những cái câu hỏi nó rất là chung chung, và có những cái câu hỏi hỏi nơi mua nên rồi check out fake, hay là mình đã gửi qua những cái chai nước hoa mà các bạn đang yêu cầu chưa, thì nếu như mình không trả lời ở đây thì những cái chai như kiểu One Million hay là những cái chai khác thì mình đều chưa thử qua.
Và nếu như mình thử qua rồi thì mình sẽ làm ở cái video Q&A số sau nhá. Và bây giờ chúng ta đến với nhau, đến với câu hỏi cùng, đó là của bạn Tuấn Tiến hay là Tiến Tuấn gì đấy. Bạn có hỏi mình là ông cảm thấy lọ mùi Valentino Umo cũ màu nâu thấy bảo đã ngưng sản xuất và bản mới màu đen thì ưng mùi nào hơn? Đây là vế đầu tiên. Cái vế thứ hai là mà tôi là người thích ngọt, thích Iris, lọ Dior Home Intense sắp hết, ông nghĩ có nên đổi qua replica Jar Club không hoặc sử dụng tiếp Dior Home? Ok, cái vế đầu tiên thì cái phiên bản màu nâu chai trắng dịu dui màu nâu chai trắng và cái phiên bản chai màu đen xì thì nó hai phiên bản khác nhau nhá, nó không liên quan gì đến nhau cả và mùi nó cũng sẽ có sự khác nhau. Thì với mình thì mình thích cái mùi của chai màu đen xì này hơn. Đấy, mình thích cái mùi này hơn và thấy mà bám tỏa cũng có vẻ tốt hơn. Còn cái vế thứ hai là ông là một người thích ngọt, thích Iris và ông hỏi là có nên mua Jar Club khi mà đã xài hết Dior Home Intense không? Thì mình nghĩ là không. Tại vì Jar Club là một cái mùi nó có xu hướng là dùng vào mùa đông là chủ yếu. Và Dior Home Intense thì các bạn có thể sử dụng môi trường văn phòng ok hơn, hai con đó nếu mà xài văn phòng nhá thì Dior Home Intense chắc chắn là giành chiến thắng. Jar Club thì nịnh mũi nhưng mà với mình Jar Club nếu như xài lâu, xài hàng ngày thì nó sẽ rất là chán. Nó thật là như vậy. Bây giờ thì Jar Club nhăn nhả, Dior Home Intense nó vẫn có một cái chỗ đứng nhất định. Là với mình bạn là thích cái vai ngọt và thích cái đặc biệt là thích Iris thì các bạn không nên mua Jar Club. Tại vì hai cái vai mùi nó hoàn toàn khác nhau. Dior Home Intense vẫn là một cái lựa chọn, nó ở một cái phân khúc kiểu một cái đẳng cấp trên Jar Club rồi. Đấy. Mình chỉ có thể phân tích với những cái dữ kiện của bạn đưa ra như vậy thôi. Đấy, mình thì mình vẫn vote mua tiếp tục Dior Home Intense. Và video Q&A đến đây là hết rồi. Nếu như còn những câu hỏi nào mình chưa trả lời được hoặc là những cái chai nước hoa nào mình chưa thử thì mình sẽ cố gắng lội lại những cái câu hỏi này ở trong cái video sau nếu như mình đã thử qua những chai đó. Và các bạn có những câu hỏi nào khác thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới hoặc là comment lên những cái bài viết trong phần cộng đồng của mình để mình có thể biết được tổng kết cũng như là đưa ra những cái câu trả lời tư vấn chính xác nhất cho các bạn. Và thấy video này hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.